chú là con. Bé này đây, hôm nay con được hóa thân thành thiên thần với cô chú. Con được bà già dẫn đi tới quán cà phê, rồi có không gian chụp hình rất là đẹp luôn cô chú. Lúc này là con đang hóa thân thành thiên thần này cô chú. Bà ba con bồ ngủ quá con ngáp với cô chú. Bà nhìn mà con dễ thương nha. Lúc này là con cũng đã sắp hoàn thành cái clip quay hình này cô chú. Và sẽ các bước chụp hình đấy cô chú. Lúc đây là con đang ngon nhé cô chú. Con sắp hóa thân thành thiên thần luôn. Lúc này là con rất là dễ thương. Qua một cái clip mà 2-3 tiếng xong mới xong đó cô chú. Con mệt lắm luôn á. Bây giờ đã quay xe rồi con ngồi đã quay à. Quay tới 2-3 tiếng rồi đầu con mệt luôn. Con mệt con không muốn làm gì luôn á cô chú. Nhưng thành quả thì rất là đẹp luôn đó cô chú. Mời cô chú xem ngưỡng bức hình của con nha.